cạnh nhà này bà con ơi. Cái độc quá. Liền luôn các bằng cái đồ két rất là tiện. Đây cái phòng đựng quần áo nha, phòng này làm riêng, làm thêm riêng nữa nè. Nhà này ở khu rất là an ninh nha bà con, rất là thuận tiện, trường học tốt ở gần nhà thờ, gần bệnh viện. Đây một anh chàng nữa, Pikachu. Đây trước cửa nhà nha bà con. Trước cửa nhà đây mình sẽ dọn dẹp lót gạch đây, làm cho nó sạch sẽ đây. Ở trên này trước cửa nhà nha. Nhà này phía sau có đất nha bà con. Có đất, có hàng rào riêng. Đây mình sẽ lót gạch ở đây cho nó xong. Đây ngoài vô là phòng khách đây. Nó đi bằng cà phiêu không nó cát đều lắm, nhanh lên. Đây là phòng em thấy bà con, bự to lắm. Phòng em to lắm. Cái này xưa nó gỗ nó đẹp lắm, mình dán giấy lên á, bây giờ mình gỡ giấy ra mình đánh bóng gỗ lại, gỗ còn rất là tốt. Có hộc tủ đựng quần áo lạnh ha, ngoài cửa vô. Nhà rộng lắm. Đây nhà bếp đây, mình đang làm nhà bếp đây ha. Nhà bếp này sẽ gắn tủ sinh mới, toàn bộ đồ mới ha. Máy giặt máy sấy đây thì hồi xưa nó nằm ở ngay đây chỗ phòng nhà bếp, cho nên bây giờ máy giặt máy sấy này mình sẽ di chuyển nó ra chỗ này ha, mình làm một cái phòng ở này đây, đang cắt tường chạy ống nước, sẽ bỏ máy giặt máy sấy ở đây. Đây là cửa sau ha, ra vô cửa sau đây, mình mới thay cửa mới rồi nên mình chưa có làm màn, cho nên mình phải đóng gỗ lại cho ở ngoài nhìn vô đừng có thấy á. Nên cái sau này có đất nữa, cái sau có đất trống đây ha. Cái sau này nó có hàng rào riêng tư hết nè. Rồi ở dưới nhà này ha, gần chỗ nhà bếp nè, thì nó có cái nhà tắm ở đây. Rồi trên lầu có một cái nhà tắm nữa nha, là hai cái nhà tắm, ba phòng ngủ ha. Rồi thêm cộng thêm một cái edit, một cái giống như trên sân thượng vậy đó.
Cái này mình làm lợm mới hết ha. Nhà rất là làm hoàn hảo rồi mới bỏ lên cho mướn nha bà con. Nhà này có hai cầu thang nha bà con. Một cái cầu thang này phía sau từ nhà bếp đi lên lầu. Còn một cái cầu thang từ ở cửa trước đi thẳng vào trên lầu. À, đây cái cầu thang này. Cái này cửa trước đây, mở cửa trước ra thì có cầu thang đi thẳng lên lầu ha. Rất là tiện, có hai lối lên lầu. Rồi mình bể này nó làm cực quá mà nó lấy mình 2.400 đóng xí rác chi tét luôn thì mình thấy nếu mà cái công của người Việt Nam mình thì không có cái lấy cái giá này đâu, cái giá này rất là thấp. Tại vì nó đóng xí rác mà nó khép, nó chà luôn là hoàn toàn cho mình trước khi mình sơn đó, là sẵn sàng để sơn đó. Mà có 2.400 rồi. Thì ngày đầu nó đóng xong đó là 3 thằng đóng nguyên ngày. Còn hôm nay test lần bữa đầu tiên thì 5 thằng test. Mà nó còn test thêm một lần nữa. Thì 5 thằng test thêm lần nữa là 10 thằng. Cộng ra 2 ngày 10 thằng. Nó còn chà thêm cái nữa là 15 thằng. Thì thằng ngày 100 thì ra hết 1.500 rồi. Bây giờ mình còn mình đưa nó trước 1.200 rồi. Giờ còn chỉ 1.200 nữa thôi mà không biết làm sao mà nó lời. Thợ này làm rẻ gì cũng là 100 đồng một ngày, 100 đô. Mình đâu có trả rẻ nữa. Nó làm rất là đẹp. Mình rất là vui khi mình muốn được cái công ty này đến hỗ trợ cho mình. Hồi xưa giờ mình làm một mình thôi mà cực lắm. Bây giờ có công ty làm hỗ trợ cho mình rất là khỏe. Tại vì bụi của công thao này nè, chà ra bụi nhiều lắm nên mình sợ. Cảm ơn bà con mình theo dõi nha. Cảm ơn bà con mình theo dõi.